Lúc bố mẹ nạn ní bàn phở rừng muối rồi hốt tụ tụ bàn lý khất xa xa. Thả ta rừng nút cứ chưa rừng ở vấy. Mà hạ chân mình xa xa mình bàn lái bần tỏ bị bàn khơi nơi sự cao một hiệp mùi ní. Rồi bỏ lục trên khía chia bộ rộp bàn nẹ đại rô nơ phùm cồng tớ. Không bỏ lại mía sọc cầm bông lên khách cầm bông chân nắng. Đòi bộ rộp rụp ní gọt bàn bỏ lên trái mùi cơ bà thông để kết quả tha chia bộ phê trái cổ rẽng. Miền tầm ngôn bàm bầy cơ bế 20kg, miền bỏ vài xôn cơ bế bàm mùi mét. Châu tự khăn ông tuần lê xa bình, bần tốt bị quạt này xa bán cả vì thích ngay tìm mà phải bàm bì khai vì chạy cả chân năm bì bọn mà phải bây cân lòng tử. Sự cả mà phép đó là ổ nâng bằng hành bì phép chì bộ rạc cùng rưu rồi bỏ lột chênh khía, bàn phơ ai rùm chua chất đo mà hạ chôn chì khăn, bần trăm tay bần đó bộ rạc cùng rưu rụp ní, tụ tụ bán lì khất xa xa bì rạc bà chô lập hoặc hẹt thêm tiệt phóng, đàm bây chì cả lớp tật chật quạt nâng bần tò sự cả mà phép cùng rưu bạp ní thực căn bởi chì bộ rạc đồ tế tiết phóng đài. Tạm ra dạng khẩu lầm xa khẩu nông lý khất xa xa chùm chùm phua lột chanh khỉa. Ai dụ xam sắp ra mùi chân nắm đà rù nơi khẩu nông phông khung kháng lứa, bàn lực lạc giang đốt chân nạ thá. Sẽ có một hiệp này, cứ chia cùng rụ đồn lỗ nâng miên đầm lấy mình ai cắt lại bán nơi khẩu nông ca rùm chùm này thay đại xa. Cả bía, nâng áp phía rạp rộp hệ trái đại chất hột bụi ní ở miên vô tầm miên căn tài chân án, nơi khẩu nông đàn tất thò xong rung khí thay ra xa ca bìa, nâng áp phía rạp bạp hệt sắt đã chất phọt bụi tàng lại. Ôi bụi vía, nơi rú riêng miên chí vất ách bần tò bằng cát côn càng tài chán khăn ông đàn tất thò mà chết rồi bỏ Campuchia. Chỉ bị xét xong bần tò lớp tất chất bạp chìa bò rọt đồ tay tiết, bần tò thua xa cao hợp hiệp chìa bò rọt cùng rú bạp ní ở bàn cực cực khí nếp hoàng đài. Nhưng xong hay xào phía bì Swift News nâng Best TV. Chip mông lên, chứa chạy khăn ông cà rùa nữ. Bà cà, miên tô rin, roya jelly, nâng dân sân cổ rê. Bà cà, sugar free, nẹ miên chùm ngươi tình nôm bà em, có ai bơ công lăng màn. Bà cà, lơ phê phê sẽ bơ công lăng. Tức bò rà sọt bà lù xì, tức anti-oxidant, chứa tức rai thoa mà chết mùi rối phía rồi. Tùm nẹ tùm nông tù rà sạp lệnh, xôn 8 sập rằm pí, 7 rồi xam sập pí, phẩm 4 rồi xam sập rằm bầy. Sôn chất sắp rằm bí, bày rồi hạ sắp bấy, sôn hốc sắp rằm mùi. Swift News, Best TV, Bó Đà Miên, Khăn Nông Đai Nẹ. Ai cổ đồng khiêu các nhà đất, miền bỏ sát chạy đọt đốt chân nhà thà. Không ai dưỡng, tràn tài lước, lược phốt bộ bột. Tại đó bê tùm lẹo vĩnh, chôn lích, cà rộng ách chôn lên. Mình cả chạy rùm lết dàng phóp phóp chung vinh rừng rác đọc xanh cầm sót cầm rô rồi bọc ôn bỏ ôn phần nật. Đại chỉ sắc rầy cổ, mình ở bục mặt đài bí ca tiếng bí, bàn bỏ lộn bạc đúc chọc nịt tế ế chất năm bí bọn ở phẩy bây rụt mốc. Ai cổ đóng khiêu ca nhờ đật, ở tay tạ rộp bần rầy cổ xung bọn đầm miến, bàn bằng hò xa khăn nông mặt đài xung cúng. Nếu thế ngay thì xàm sắp khai về chạy cả chất năm bí bọn ở phẩy bây dàng đứt chân thả. Xôm nị dây bọn tích bí rừng khám mũi phần nật, bố khám ai dừng chẳng tại bê lực phốt bộ bốc. Tại đó bê tùm lẹ vĩnh chọn lấy cọng ách chuẩn lên. Các mối phản nứt bởi lòng bàn lệ lõ tại nãy thật lọc riêng nơi ủ đâm sạc xá thật lọc cho lòng cạch hồi. Riêng nơi ủ đâm sạc xá ai không bị riêng nơi mật chung sạc xá. Bố mình mến tại con ủ xa nụ tế, miền rộp biệp riêng, miền mốc vị chia trong chùm niếng, trong nị xài, miền rộp biệp riêng chì rùm. Hạt ní, ai bán lợi tập hòa lõ rư mình lõ. Tại, xong cầm dô cả rần này đài phản nất mình bán chục chạy đạch kê khăn ông cả riêng, đọc bầy lớp chia cầm rủ thà. Khởi tế, bảo lòng chốt bạc đốc lệch muối mình mến xuất tài chục chạy ra hốt nụ tì. Xong lược tật chất dù ở chung tiền ớt ở khám riêng, không xa rào chiếu, không rộng ở với đại thâm mấy, đài miên bảo dầu. Chúng quanh ca miên bảo xác dàng chạy đáo rồi bảo ai cổ đông khăn lửa ní. Thua ơi mà hai chân đi dùng lấy mình lại sẵn cúng, xong đại ca còn trâu dàng khăn nâng bàn chạy rùm lệch xa ní bằng tố dàng bụng bệnh. Sở bế đại từ tập hiệp sẵn cúng khám mai bà chạy bọn ní, mà hai chân phía chẳng đang sẵn kết khởi thá bộ rốt khám mai dưỡng mỗi chùm nguồn thùng, bất chân miên tùm nụ bạp ní bật mẹn. Nếu bế đại trâu xa xa cư xa xa cọp mếch, bằng tay cùng ơi tại miền rương ác sở rư rương mình lỡ cả lăng tay bằng tích, cư ri côn chọn bằng lệch bạch xanh chạy tất co mình lệch đủ đài.
Tu chỉ dạng ná, ông bà ôn phần đất bằng tòa bì bà lòng chọc bạc đốc chẳng bì bà phải bấy, bà nì tế ế rụt mốc. Bên ní, ông bà có bàn xâm rạch trở rớt riêng nơi với chiếc thàn bà chạc vì chiếc Campuchia đã kết quả tha chia xà la tịch nô. Nâng bàn riêng nơi chung liên vi sạc có đại bà ôn sổ lành. Mà hà chôn khơi bạp nì hào có bàn nôm khí chung bà ôn ở chút tay xâm năng lỗ. Nâng bàn tò bàn bài rừng sốt thua chi vi sạc có đồ lỗ xâm rạp bà tết chết dường. Nhiệm chấm hay sao phía bị Swift News nâng Best TV. Chip mông lên, chưa chạy nông cà rốt nữ. Cảnh sao chỗ nữ, chưa mối cọng hôn hút chìa, sang sóng nâng đề cổ. Miên tu tuôn sang sóng tẻ, nâng đề cổ cổ mốt mà phải bàm khát cổng. Tùm nệ tâm nông tu rửa sạp lệ, xôn chất sạp bàm phì, xám bàm buôn cà rê bầy. Swift News, Best TV. ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកញ៉ាំប៊ូស្ត្រងមានឡានថ្មីខ្លាញ់គោរាប់ម៉ឺនដុល្លារជីប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតគ្នាពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដៃមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាគេគ្រប់គ្នាជឿលើសំណាងប៉ុន្តែបងស្រីកឹមសុភ័ក្រជឿលើប៊ូស្ត្រងប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងត្រូវរង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពិតៗ ក្រុមហ៊ុនយកឡានប្រកល់ដល់មកផ្ទះហើយនាំអ្នកភូមិលេងកាន់កំប៉ុងប៊ូស្ត្រងសបាយសបាយឈ្នះលុយ1ភូមិអបអរសាទរម្ចាស់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោពីប៊ូស្ត្រងលេខរៀងសូន្យ23គឺបងស្រីកឹមសុភ័ក្រអាយុ30ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិភារកិច្ចសង្កាត់ប៉ាល់ហាលក្រុងព្រះវិហារខេត្តព្រះវិហារបងស្រីសុភ័ក្របានប្រាប់ថា ដោយសពមួយដងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចការងារផ្ទះគាត់តែងតែចូលចិត្តញ៉ាំប៊ូស្ត្រងត្រជាក់ត្រជាក់តែថ្ងៃនេះសំណាងធំគ្រាន់តែកោះផាច់ញ៉ាំអស់មួយកំប៉ុងទើបយករវល់កំប៉ុងមកមើលឃើញថាត្រូវរង្វាន់ឡានខ្លាញ់គោមួយគ្រឿងធ្វើឲ្យបងស្រីគាំងស្មារតីនិយាយមិនចេញព្រោះគាត់រំភើបខ្លាំងពេកប៊ូស្ត្រងត្រូវរង្វាន់ឡានពិតៗហើយយកប្រកល់ដល់មកផ្ទះ ទន្ទឹមនឹងការប្រកល់រង្វាន់ឡានថ្មីខ្លាញ់គោដល់អ្នកឈ្នះរង្វាន់ប៊ូស្ត្រងសប្បាយសប្បាយឈ្នះលុយឈ្នះភេសជ្ជៈប៊ូស្ត្រងជាច្រើនអ្នកប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់ខ្លាំងញ៉ាំមួយកំប៉ុងស្វាងចេះមានកម្លាំងពេញមួយថ្ងៃញ៉ាំប៊ូស្ត្រងមានឡានខ្លាញ់គោតម្លៃរាប់ម៉ឺនដុល្លារជិះតែកំភ្លេចរៀនបើកបរផងនាងខ្ញុំអានស្រីណែតពីសារព័ត៌មាន Swift News និង Best TV ប៊ូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតគ្នាពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀតថែអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដៃមាសគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នា Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក